Mình có bị nghiện hung hình nào đó. Bậy bà, bậy bà, bậy bà. Mamma mia. Mamma mia. Tao bị não ống thủy. Kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ đó. Tiệc 30 năm ngày cưới mà sao bây giờ mới báo tôi? Anh em ơi, sao cô lại xì hơi cho thằng máy chứ? Cô vẫn sẽ là em gái tốt của tôi. Ok. Ok. Tâm trạng đang yêu. Không biết bạn gái anh ta là người như thế nào ha. Anh chị đang yêu kìa. Mình muốn ở nơi làm việc, tình cảm ra tình cảm, mà công việc ra công việc. Vậy là bức màn bí mật danh gia vọng tập sắp kéo đến rồi. Con nên quay về cái vị trí của con là giám đốc kinh doanh của tập đoàn đi.